My. Dạ. Học hành mà lớn hơn cái gì vậy? Dạ em học vậy chừng nào mới khác. Tập trung đi. Alo, tao nghe nè. Tao biết rồi. Mà mày đi công tác chừng nào về á? Ok, vậy thôi, tao đang dạy nó nè. Vậy thôi nha. Yeah. 9 giờ rồi thầy Tilo. Đến giờ cho bé My chuẩn bị đi ngủ rồi. Dạ. Yeah. Vậy thôi con về. Dạ em chào thầy. À mà cô nè. Ừ. Cô nhớ nhắc My ở nhà làm bài tập nhiều nha. Chứ bé nó còn yếu lắm. Có gì tôi nhắc nhở bé My làm bài. Thầy yên tâm nha. Dạ. Vậy thôi con về. À mà cô. Ừ. Cứ đúng 9 giờ là bé My nó phải đi ngủ à? Đúng rồi thầy. Tại vì thầy mới vô dạy nên chưa biết thôi. Bé My là bị bệnh mộng vô, cho nên là ngủ là phải đúng giờ đó thầy. Chứ không thì... À mà cô. Ừ. Vậy còn cái ly trà gừng này là... Chứng đau dạ dày của bé My á là kinh niên, rất là nặng, cho nên là mỗi tối phải uống ly trà gừng với lại một chút xíu mật ong để tránh cái bệnh nó tái phát đó thầy. Thầy còn thắc mắc gì nữa không? À, dạ không cô. Chắc con về luôn. Mời thầy. Làm sai hết trơn nữa rồi. Làm lại đi. Dạ em xin lỗi. Làm tới khi nào đúng thì mới được nghỉ. Dạ. À Min à, cho anh hỏi cái, kể từ khi anh Ken đi công tác thì có chuyện gì xảy ra? Dạ không có. À có. Ừ? Dạo này trong nhà hay bị hư đồ lắm. Hư đồ? Ừ, cái máy giặt cũng bị hư nè.
rồi cái laptop của anh Ken cũng bị hư nữa. Nhưng mà không sao, may á là có cô Liên đem đi sửa giùm. Không á, anh hai về anh hai mà biết, anh hai chửi em chết luôn á. Đem đi sửa luôn hả? Dạ. Chín giờ rồi thầy Tilo, đã đến giờ rồi. Con bé My nó còn yếu quá, mà mai nó thi rồi. Nhưng mà phiền cô cho con ít phút nữa, để con làm ghi bài tập lại cho My nó làm. Dạ. Dạ, mời thầy uống nước nè. Dạ thôi, không cần đâu cô. Để con ghi một số bài tập cho My về nhà làm. Xin phép thầy. Dạ. My nè, em nhớ xem bài tập của anh vừa đánh dấu nha. Nhớ xem liền nha, mai thi đó. Dạ, yeah, thưa cô con về. Chào thầy.
Đợi mày đi công tác về là ta cao chạy xa bay rồi. Thì ra bà vô nhà tôi làm giúp việc để ăn cắp tài sản hả? Không có đâu. Thì cô là lợi dụng tôi bị bệnh dạ dày, cho nên là đã lén bỏ thuốc vào trong trà gừng và mật ong. Min nè, em nhớ xem bài tập của anh vừa đánh dấu nha. Nhớ xem liền nha, mai thi đó. Trong lúc tôi ngủ mê thì bà đi qua bên đây ăn cắp tài sản. Cũng chính bà là người làm cho căn bệnh mộng du của tôi tái phát. Không có đâu con, không có. Cô đừng có chó nữa. Tôi sẽ nói với anh hai, báo công an để bắt bà vì tội ăn cắp tài sản. Ê mà, con không, đừng mà. Buông ra. Con ơi. Con. Dạ, con để quên đồ. À dạ thầy đứng đây đi, để tôi lấy cho. Dạ thôi, để con lấy cho nhanh cô. À cô có toilet này đúng không? Dạ. Con mắc quá. À toilet ở đây luôn đúng không cô? Tao không thể ở tù. Cảm ơn mày nha. Mà sao mày biết em gái tao gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy? Tao là thầy giáo mà. Cái gì mà tao không biết? Thôi, đưa em tao đi viện đi.